Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chiều mùa đông này. Chiều cuối năm, mấy anh em tổ chức chương trình tất niên đồ nướng. Ngồi bếp than hồng thì hơi bị tuyệt vời các bạn ạ. Ở đây là như mình thấy là có thịt nướng này, sò. Sò đấy là gọi là nướng đúng không? Cũng là nướng tảng có này. Thịt nướng tảng luôn, đang nguyên tảng nha. Xuyên que cũng có luôn. Và quan trọng nhất là món sò rất tốt cho sức khỏe của đàn ông nha các bạn nha. Ngoài gì ở đây thì có cả món nem nướng. Kim chi đấy. Ở đây thì có đồ chấm là kim chi này, nước mắm ớt và tương ớt mường khương. Nước mắm mặn đặc trưng của Thanh Hóa. Ở đây thì có cả tôm nhá các bạn ạ. Tôm này. Đấy, tất cả là đều để tại chỗ luôn. Chơi dân dã luôn. Chơi dân dã. Bên kia là có cả hành khô nhá các bạn nhá. Đây còn một món rất là quan trọng một khi ăn đồ nướng cái này. Đấy là rau xanh. Nhưng mà hôm nay lại uống bia, thế buồn cười. Không, ăn hải sản là phải uống bia chứ. Đây. Ăn hải sản nha. Mời các bạn nha. Ngồi ngay tại đường luôn. Bây giờ là được ăn món hàu nướng đầu tiên này các bạn. Bắt cái chanh nha. Nóng quá, nóng quá. Là bỏ luôn à? Bỏ luôn, ăn luôn. Nóng quá. Ăn vừa ăn vừa thổi mới ngon nhỉ? Nóng quá. Vừa ăn vừa thổi ăn mới ngon. Không ăn nóng quá em cảm nhận là nóng ấy. Khéo vậy. Trời mùa đông mà. Ngon phê luôn đúng không? Cảm ơn bạn. Phê luôn. Rất là dã. Được rồi em ơi. Từ miếng nem các bạn nha. Này còn nóng. Ơi. Ơi. Come on. Cái này là có một cái hơi chua. Và một cái là ăn vừa. Tí nữa mà món này ngon à? Món này rất ngon. Cho cháu thử miếng gì đây, kim chi này. Hôm nay mà ông bông chi các bạn. Kim chi Hàn Quốc nhá. Nhưng mà lại là người Việt Nam mua ấy. Em vừa làm cho thằng Trung miếng thịt này. Ngon. Ngon lắm. Thôi để tự ấy chấm quấn đó. Em thử phát xem. Ăn đi nhá, ăn đi thì xong rồi cắt ra nhá. Ăn đi rồi cắt xong. Ừ. Rồi nóng quá. Xúc xích cho chị Hà đi. Giờ bà Liên cái, bà Hà cái. Vừa mới ra được một hai ngày cái lại là tôm các bạn ạ. Tôm tôm nướng. Thơm lắm. Tôm này nướng là khô giống như kiểu là mình sấy ấy các bạn. Giờ thử chấm ăn thử bắt xem. Giòn, cảm giác giòn tan. Mình sẽ ăn cái đầu trước để xem các bạn nha. Mà khi mình nướng cái
nước chảy thế, không có gì không. Độ ngọt nó bỏ cái vẩy ra. Đấy, độ ngọt nó không còn mấy nhưng mà độ thơm nó ngọt chứ, nó vẫn ngọt chứ. Vì nước nước nó ra thì cái phần chất ngọt nó lại càng đậm đà hơn, đặc biệt là cái mùi thơm của nước. Anh bơm anh cho nóng nóng xin ghen tí nào. Ô đừng nóng các bạn. Anh dành cái là hôm qua nó mua thế này không nè. Hắn biết rồi ở trên nó sôi thì cứ phải lo gì nghe con điệp cũng cái đấy chỉ cần vắt tí chanh là ăn được luôn đấy. Nếu mà tươi. Nếu chị chanh thì bảo cô luôn, chị bảo nhá. Ăn một xiên đấy no luôn, đang no lắm rồi. Mùa đông ngồi hợp lý. Nè, anh em mình lại lên cái nữa này. Lên đi bơm ơi. Anh đang live chị đâu? Đâu không? Anh quay thôi. Qua là còn nè. Này là rất tốt cho sức khỏe của đàn ông nha. Bữa chỉ cần ăn ba con này là ok. Rất dỡ luôn, rất dỡ luôn, vật yêu luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa mới nướng trên bếp nên là vẫn đang nóng lắm các bạn. Mình cũng phải thận trọng, không có bỏ vào mồm để lè ra mùi nó hơi xấu. Rồi các bạn nhìn nha. Quá tuyệt vời. Hút một cái là nó đã cả nước luôn. Quá ngon. Ngon ạ. Ngon quá. Mình đã ăn đây mấy lần. Cả nước đấy. Và các bạn ơi, bác anh đến ngồi quay mùi tôm bốc lên rất là thơm rồi các bạn ạ. Nhưng mà nướng để cho nó teo đi. Tôm này là lúc mua về là đang còn nhảy các bạn nha. Tôm biển đang nhảy tanh tách đấy. Rồi bây giờ phải để nó teo đi, sau rồi ăn cả cái vỏ ấy, nó giòn giòn, nó thơm, nó ngọt. Ở đây giới thiệu với các bạn là ngồi ở gần ngay đường luôn. Đấy, ở bên kia là cũng có nướng ngô này, nướng khoai, đấy, bánh khoái và cả trứng nướng nữa. Bánh khoai à? Bánh khoai chứ không phải bánh khoái. Trời ơi, đồng chúa đang nhắc chú là bánh khoai chứ không phải bánh khoái à? Bên này thì nhiều lắm các bạn ạ, phải đếm sơ sơ khoảng 5-6 quán. Bây giờ anh Phi anh sẽ làm một con hầu các bạn ạ. Hầu nữa. Ai F3 thì đừng ăn nhá. Mình là có vợ có con rồi nên là mình phải ăn. Nóng lắm, nóng lắm. Ủa, ngon. Ngon quá. Hơi nóng đúng không? Bây giờ húp cái nước mới ngon này. Nhưng mà nóng, trời mùa đông ăn nóng thì mới ngon. Ôi, ngon. Quá quá ngon, làm hớp bia đấy thì tôi hết sảy luôn nhỉ. Đúng không cục trưởng? Ui giời ngon quá. Và bây giờ thì sẽ giới thiệu cho các bạn món ghém nha, gồm có các loại rau, thêm một chút kim chi. Kim chi và thịt. Thịt đang đặt ở ngay ở trên bếp luôn. Rồi, thấy chưa? Ghém lại luôn nhé. Có ba bơm gà ghém chưa? Quá
anh cảm ơn. Ôi giời ơi, đây là em bờ mềm mới mời mình một miếng các bạn ạ. Ghém mời mình một miếng. Ngon quá các bạn ơi. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ thử miếng này nha. Tăng lòng cho anh này nào. Chấm với lại mắm ớt này. Sau rồi phải há miệng to ra. Ăn một miếng luôn. Ngon. Thế nó sướng nhỉ. Có độ giòn. Mắm vừa là kim chi. Nó chua. Chua cay cay ngon ngon. Nó làm cho mình đỡ bị ngán với rau nữa. Đặc biệt là một cái đâm mắm cay đủ loại thì làm rất là. Rồi làm cái kia này, làm cái kia đi. À. Đấy. Ngon quá bạn, uống bia. Mời anh em nhá. Các bạn nhá. Tình hình là bây giờ khói quá các bạn ạ. Mình ngồi ở ngay ở bên chỗ khói nên mình chuyển sang đây. Nói chung là quay video một chút, giao lưu các bạn một chút. Bây giờ mình xin tạm dừng video đây nha. Nếu mà bạn nào mà yêu mến kênh của mình thì nhớ đăng ký hoặc là chia sẻ giúp mình nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào video lần sau. Bye bye.